Xin chào tất cả các bạn. Đây các bạn có thể nhìn thấy trực tiếp đây là cây lá đơn đỏ. Hôm nay mình sẽ quay trực tiếp cho các bạn xem là lá đơn đỏ này, cây lá đơn đỏ. Đây lá này, cái đơn này, lá bên dưới đỏ này. Các bạn nhìn này này, lá rất là bên dưới nó rất là đỏ. Đấy. Cái lá đơn đỏ này thì nó có công dụng rất là tốt. Cho những người mà họ mắc nổi mề đay này, những người bị nổi mề đay mãn tính này hoặc cấp tính này, và những người mà có mụn nhỏ rôm sảy này thì uống cái lá đơn đỏ này rất là tốt. Thì hiện tại đây là nhà mình làm thuốc nên là mình có trồng và sưu tầm rất là nhiều loại dược liệu, trong đó cái cây đơn đỏ này thì mình có bán tươi, bán khô, bán cây giống. Ai có nhu cầu mà mua thì có thể liên hệ với mình qua cái số điện thoại mà mình để dưới video. Mình để dưới video qua cái số điện thoại, hoặc là mình có thắc mắc, có câu hỏi gì thì có thể comment ở bên dưới video, thì là mình sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy đây là khóm đơn đỏ. Đây là mình mới cắt nên là cây nó lên ngang này. Đợi cây cao lên khoảng 80 phân lá già thì mình sẽ cắt về phơi. Mình phơi và mình bán khô. Rất là nhiều người mua khô, lá đơn đỏ khô và lá đơn đỏ tươi. Rất là nhiều người dùng thì là có hiệu quả rất là tốt. Người mà nóng trong người hoặc là dị ứng do cơ địa, hoặc là dị ứng do thức ăn, dị ứng thời tiết, hoặc là có mắc bệnh hà nổi mề đay thì là rất là ngứa, thì mình dùng có thể là mình dùng lá khô mình đun nước mình uống, và lá tươi này, có một cái mẹo là mình dùng lá tươi này mình sao lên, cái lúc mà đang ngứa mình dùng lá tươi mình sao nóng lên xong mình đổ xuống cái vải, để cái vải xuống bên dưới mảnh đất ấy, bên dưới đất, xong là mình đổ xuống và mình đợi nó hơi ấm, tức là mình không để nóng quá để bỏng da, mình chờ vào cái nốt thì cái nốt đấy sẽ lặn. Cái nốt đấy sẽ lặn ngay. Và mình để lâu dài, điều trị lâu dài, mình bắt buộc phải uống lá khô, điều trị lâu dài. Thì ai có nhu cầu mà mua thì có thể liên hệ với mình qua cái số điện thoại mà mình để dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.